Là sao? Xin chào, mình tên là Vân, hiện tại tụi mình đang ở thư viện của trường. Tụi mình hiện là sinh viên năm nhất ngành sinh viên khoa nghệ quốc tế của trường Đại học Shizuoka Campus Thời gian đặc cư. Vào ngày 18 tháng 7 thì bên trường mình sẽ tổ chức Open Campus và hẹn gặp các bạn vào ngày hôm đó nha. Hẹn gặp các bạn vào ngày hôm đó.